Sạt lở núi, hơn 20 quân nhân sư đoàn 337 bị vùi lấp. Lũ dâng nhanh trong đêm, dân Quảng Trị lên mạng cầu cứu. Gần 80% người Đài Loan được hỏi sẵn sàng ra trận chống Trung Quốc. Hồng Kông ra lệnh bắt nhà hoạt động Nathan Law và Sunny Cheung. Phát hiện ca nhiễm virus Vũ Hán trong khu nhà của giáo hoàng. Wall Street Journal, Trung Quốc cảnh báo Washington có thể bắt giữ người Mỹ. Bắc Kinh từ phản đối kịch liệt đến khuyến khích dân bán hàng rong. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin trưa chủ nhật ngày 18 tháng 10 của DKN TV. Như thường lệ, tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Sáng nay lại xảy ra một vụ sạt lở núi, vùi lấp nhiều quân nhân sư đoàn 337 đang đóng quân tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Phóng viên của Dinh liên hệ với đại tá Nguyễn Đức Thảo thuộc sư đoàn 337 cho biết, vụ sạt lở đất lúc 1 giờ 25 dạng sáng ngày 18 tháng 10 đã vùi lấp ba ngôi nhà có hàng chục cán bộ ở bên trong. Chúng tôi đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Ông Thảo nói và cho biết công tác cứu hộ đang rất khẩn trương, thời tiết đang rất xấu, đất đá tiếp tục sạt lở. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 10, một vụ sạt lở đất ở thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã vùi lấp 6 người trong gia đình ông Hồ Văn Phơi. Lũ lên nhanh trong đêm 17 tháng 10, nhiều hộ dân ở Quảng Trị trở tay không kịp, mắc kẹt giữa biển nước, đành lên mạng cầu cứu khẩn thiết. Một nhóm trên Facebook có tên Quảng Trị quê miền có hơn 55.000 thành viên từ tối ngày 17 tháng 10 đến sáng ngày 18 tháng 10 đã liên tục chia sẻ những dòng tin cầu cứu từ người dân đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Tài khoản Hoàng trà Giang viết xin cầu cứu em là Giang, số điện thoại 0968421656. Hiện nhà ngập nước sâu, trong nhà có bà cố 99 tuổi nằm một chỗ và ba trẻ nhỏ, nhà chỉ có hai chị em gái không có đàn ông, xin cứu giúp em với. Một người dùng khác viết rằng không liên lạc được với đội cứu hộ, nhà em đang vịn cửa sổ, nhà có 4 người, cứu em với 0918 398 227 người dùng Hương Phan Thị cho biết thôn Tân Kỳ do Quang do Linh bị cô lập rồi nhà em còn hai người già trên 80 tuổi và 6 trẻ em có ai có số cứu hộ ở do Linh có cano nào giúp em di chuyển với ạ em 0877154313 từ tâm lũ ở thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nơi đã chịu liên tiếp 4 đợt lũ trong những ngày qua. Anh Hồ Xuân Sinh cho báo tuổi trẻ biết lúc 21 giờ 15 tối ngày 17 tháng 10, nước sông Hiếu đã chạm đỉnh so với đợt lũ ngày 8 tháng 10 năm 2020. Tại nhà anh Sinh, nước đã lên gần đến nóc nhà. Hiện anh phải trú trên gác lửng để tránh lũ và nếu tiếp tục lên nữa, buộc anh phải phá mái ngói chui ra ngoài. Đêm hôm, cano chắc chắn không ai vào cứu được, ngoài vườn nghe tiếng kêu của bò trôi, anh sinh nói. Quan hệ xuyên eo biển Đài Loan tiếp tục xấu đi với nguy cơ một cuộc xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới, nếu chính quyền Bắc Kinh tấn công Đài Bắc, gần 80% người dân ở Đài Loan sẵn sàng ra chiến trường để bảo vệ đất nước. Tờ NTDTV TV cho biết, Cuộc khảo sát do Tổ chức Dân chủ Đài Loan công bố ngày 16 tháng 10, thời gian khảo sát từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5. Tổng số 1.226 mẫu hợp lệ đã được hoàn thành thông qua phỏng vấn qua điện thoại di động và điện thoại địa phương với độ tin cậy là 95%. Trong phần bảo vệ dân chủ, khi được hỏi nếu đại lục sử dụng vũ lực tấn công Đài Loan để thống nhất, bạn có muốn chiến đấu để bảo vệ Đài Loan không? 79,8% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng tăng gần 12% so với con số 68,2% trong năm ngoái. Tỷ lệ không muốn tham gia chiến đấu là 12,7%. Trần Chí Nhu, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội, phân tích rằng quyết tâm bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan đã tăng lên đáng kể từ năm 2019 đến năm 2020, nguyên nhân có thể là do gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp gây sức ép lên Đài Loan đã kích thích niềm tin của người Đài Loan vào nền dân chủ và gia tăng quyết tâm phòng thủ. Báo Hồng Kông Free Press đưa tin, một tòa án Hồng Kông đã ban hành lệnh bắt giữ đối với các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đào tị Nathan và Sonny Cheung sau khi họ không tham dự phiên điều trần hôm thứ Năm 15 tháng 10 liên quan đến một buổi thắp nến tưởng niệm vụ thảm sát Thiên an môn bị cấm tổ chức hôm 4 tháng 6. Lo và Cheung, những người đã trốn khỏi thành phố khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới, nằm trong số 26 nhân vật ủng hộ dân chủ bị cáo buộc kích động người dân tham gia hoặc cố ý tham gia một cuộc hội họp trái phép ở công viên Victoria. Nhà hoạt động kỳ cựu Lee Chek Yuan phải đối mặt với truy tố riêng khi tổ chức một hoạt động như vậy. Nathan Law vào tháng 7 thông báo anh đang ở London. Sunny Chung vào tháng 9 cũng đã tiết lộ anh đã rời khỏi thành phố, nhưng từ chối tiết lộ nơi ở vì những lo ngại về an ninh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC hôm 17 tháng 10 tuyên bố virus còn sống trên bao bì thực phẩm đông lạnh có thể lây sang người tiếp xúc. Kết luận được đưa ra khi CDC đã phát hiện và phân lập được virus corona Vũ Hán còn sống trên bao bì một gói cá tuyết đông lạnh trong nỗ lực truy tìm virus trong một vụ bùng phát được báo cáo vào tuần trước ở thành phố Thanh Đảo. Phát hiện này là lần đầu tiên trên thế giới cho thấy virus có thể được truyền qua một khoảng cách xa, qua hàng hóa đông lạnh. Cảnh sát Pháp ngày 17 tháng 10 đã bắt giữ 9 người sau khi một giáo viên trung học bị chặt đầu ở ngoài ô Paris trong một vụ tấn công khủng bố tiềm năng, theo giới chức trách Reuters đưa tin cùng ngày. Samuel Paty, một giáo viên lịch sử 47 tuổi, đã bị tấn công vào khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 16 tháng 10 gần một trường học ở ngoại ô Conflans, Saint Honoré, phía tây bắc Paris. Cảnh sát đã bắn chết kẻ tấn công ngay sau vụ trận đầu. Các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem kẻ tấn công được cho là một thanh niên 18 tuổi gốc Czech đã hành động một mình hay có đồng bọn các nguồn tin cảnh sát nói với Reuters rằng bốn người thân của kẻ tấn công, bao gồm cả một trẻ vị thành niên, đã bị bắt giam ngay sau đó. Năm người nữa đã bị bắt giữ trong đêm, trong đó có hai phụ huynh của các học sinh tại đại học Collis du Dubois the Owner nơi Patty làm việc. Đầu tháng này Patty đã cho các học sinh của mình xem phim hoạt hình về nhà tiên tri Mohammed trong một lớp học dân sự về quyền tự do ngôn luận. Điều này đã khiến một số phụ huynh Hồi giáo bất mãn. Một người đàn ông cho biết con gái mình đang học lớp party đã quay video và đăng lên mạng xã hội, trong đó gọi giáo viên là côn đồ và kêu gọi các phụ huynh khác hợp sức để nói rằng dừng lại, đừng chạm vào con cái chúng tôi. Một người sống trong khu nhà của Giáo hoàng Francis có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona Vũ Hán hôm 17 tháng 10, AFP đưa tin hôm thứ bảy. Thông báo của Vatican không công bố danh tính của người mắc, chỉ cho biết những người tiếp xúc gần với trường hợp này đều đã được cách ly. Theo thông cáo chính thức, người này không xuất hiện triệu chứng nào Giáo hoàng Francis chọn cư trú ở dãy nhà Santa Marta vào năm 2013. Ông đến đây thay vì ở trong khu nhà dành riêng cho các giáo hoàng vốn đặt ở tầng trên cùng của điện tông đồ. Trường hợp ngày 17 tháng 10 không phải ca nhiễm virus corona đầu tiên bên trong Santa Marta. Khi đại dịch bùng phát ở Italia vào tháng 3, một ca nhiễm khác đã được phát hiện tại đây. Giáo hoàng Francis thuộc nhóm có nguy cơ cao do đã 83 tuổi. Ông mất một lá phổi vì một cơn bệnh nặng khi còn trẻ. Hãng tin Reuters cho hay, hàng ngàn người đã tuần hành trước tòa án tối cao ở Washington trong ngày 17 tháng 10 để tưởng nhớ cố thẩm phán cấp tiến Ruth Bader Ginsburg và phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất thẩm phán Amy Coney Barrett là người thay thế. Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã chọn ngày 22 tháng 10 để bỏ phiếu thông qua đề xuất bà Barrett, một thẩm phán bảo thủ. Phe Dân Chủ lâu nay vẫn phản đối quyết định này vì quá trình xác nhận diễn ra quá gần với cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, họ khó có thể đảo ngược quyết định vì Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện thường nhất trí với sự lựa chọn của Tổng thống Trump. Những người tham gia cuộc tuần hành cho biết họ cảm thấy tức giận vì Đảng Cộng hòa dường như đã sẵn sàng xác nhận đề cử đối với bà Barrett, nếu bà Barrett được chọn sẽ có tỷ lệ 6 thẩm phán bảo thủ và 3 thẩm phán cấp tiến tại tòa án tối cao, đây là điều Đảng dân chủ không hề mong muốn. Trong tuần qua, bà Barrett đã xuất hiện trong phiên điều trần tại thượng viện, mặc dù trải qua nhiều giờ chất vấn căng thẳng, bà thể hiện sự đĩnh đạc, lịch thiệp Vui vẻ và thông minh của mình khi trả lời các câu hỏi khó, bà cam kết trước các thượng nghị sĩ và người Mỹ rằng sẽ giải quyết các vấn đề pháp lý một cách công bằng và độc lập. Chính quyền Bắc Kinh đã cảnh báo Washington rằng họ có thể sẽ giam giữ người Mỹ ở Trung Quốc để đáp lại việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả thuộc quân đội Trung Quốc. Thông tin này được tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này cho biết hôm 17 tháng 10. Theo các nguồn tin, các quan chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiều lần qua nhiều kênh đối với các quan chức chính phủ Mỹ. Thông điệp của Trung Quốc là Hoa Kỳ nên chấm dứt việc truy tố các học giả Trung Quốc tại tòa án Hoa Kỳ. Nếu không, người Mỹ ở Trung Quốc có thể thấy mình vi phạm luật pháp Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi trước thông tin này. Theo Reuters, một cố vấn của Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 14 tháng 9 cảnh báo công dân khi đi du lịch đến Trung Quốc khi cho biết Bắc Kinh có thể bắt giữ tùy tiện công dân Mỹ và những nước khác để đạt được đòn bẩy thương lượng đối với các chính phủ nước ngoài. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hôm 17 tháng 10 đã không đưa ra bình luận khi được Reuters liên hệ trước thông tin của tờ Wall Street Journal. Chính quyền Trump gần đây đã gia tăng lên án Trung Quốc thực hiện các hoạt động mạng và gián điệp nhằm đánh cắp công nghệ quân sự và các bí mật khác của Mỹ. Tháng trước, Mỹ cho biết họ đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo một biện pháp của chính quyền Trump từ chối nhập cảnh đối với sinh viên và các nhà nghiên cứu cho là có rủi ro an ninh, một động thái mà Trung Quốc gọi là vi phạm nhân quyền. Vào tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết FBI đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc vì cáo buộc che giấu tư cách thành viên quân đội giải phóng nhân dân khi xin thị thực để thực hiện nghiên cứu tại các cơ sở học thuật của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã chính thức cho phép người dân thành phố bày bán hàng rong dù trước đó đã phản đối kịch liệt. Theo tin từ báo Epoch Times tiếng Trung ngày 17 tháng 10, tin cho biết, gần đây 6 cơ quan ở thành phố Bắc Kinh đã cùng ban hành ý kiến công tác liên quan đến việc tạm thời chiếm dụng không gian công cộng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đặc trưng trong thời gian bình thường hóa phòng chống dịch. Nêu rõ rằng trong khoảng thời gian phòng chống dịch, các doanh nghiệp phù hợp quy định được nêu trong văn bản có thể tạm thời chiếm dụng không gian công cộng dựng quầy hàng trong khu vực quy định Tuy nhiên, văn bản chính thức nêu trên đặc biệt nói rằng động thái này không phải là kinh tế về hè bày biện bừa bãi. Báo cáo của nhật báo Bắc Kinh cũng cho biết, đề xuất của Bắc Kinh về việc tạm thời chiếm dụng không gian công cộng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đặc trưng rõ ràng là khác với kinh tế về hè được quan tâm trước đó. Được biết, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã chỉ định hơn 60 chỗ bán hàng ở khu vực vọng kinh, khu phố Tiền môn khu trung tâm thương mại thế giới Byron và các khu vực khác và có kế hoạch chọn 2 đến 3 khu phố ở 16 quận làm dự án thí điểm vào năm 2021. Thuật ngữ kinh tế về hè này được ông Lý Khắc Cường đưa ra vào đầu tháng 6 năm nay. Khi đó, ông Lý Khắc Cường ở Sơn Đông đã nói, kinh tế về hè, kinh tế quán tạp hóa nhỏ là nguồn quan trọng tạo nên công ăn việc làm cho người dân nhưng chỉ vài ngày sau đó, nhật báo Bắc Kinh đã đăng bài bình luận nói rằng kinh tế về hè không phù hợp với Bắc Kinh. Đài truyền hình trung ương CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các phương tiện truyền thông khác cũng đều đưa ra các bài bình luận phản đối kinh tế về hè. Vào thời điểm đó, có một đoạn video do người dân Bắc Kinh đăng tải cho thấy ban quản lý đô thị Bắc Kinh đã chấn áp, thậm chí thực thi bạo lực với người bán hàng rong. Bây giờ Bắc Kinh lại bắt đầu chủ động thúc đẩy bán hàng rong nhưng lại không công nhận thuật ngữ kinh tế về hè. Trang Apple Daily hôm 16 tháng 10 đã dẫn lời phân tích của nhà bình luận về các vấn đề thời sự, Lưu Nhụy Thiệu rằng, Thái Kỳ, bí thư Thành ủy Bắc Kinh không muốn cả tụng ông Lý Khắc Cường về mặt chính trị, vậy nên mới bôi bác kinh tế về hè của ông Lý Khắc Cường là bảy biện bừa bãi. Nhấn mạnh biện pháp mới này của Bắc Kinh không chút liên quan gì với kinh tế về hè của ông Lý Khắc Cường. Chuyên gia kinh tế La Gia Thông cho rằng, việc Bắc Kinh đồng ý cho người dân bày bán hàng rong như vậy chứng tỏ thực trạng kinh tế Trung Quốc hiện tại không mấy khởi sắc, sức mua tiêu dùng của người dân thấp, hơn nữa cần phải giải quyết nhu cầu mưu sinh nhất định. Ông La Gia Thông tin rằng, mặc dù các quầy hàng rong không giúp ích gì nhiều cho nền kinh tế Trung Quốc và không được coi là một chính sách kinh tế chính thức, nhưng nếu không thúc đẩy kinh tế về hè thì sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, thậm chí có thể trở thành nguồn gốc của tình trạng hỗn loạn. Giới quan sát tin rằng, tỷ lệ thất nghiệp thực sự ở Trung Quốc, đặc biệt là tình hình thất nghiệp sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, vượt rất xa con số thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường lần nữa đề cập đến ổn định việc làm gần đây, nhất là vào ngày 9 tháng 10. Ông chỉ ra rằng việc đảm bảo công an việc làm hiện tại vẫn đang phải chịu nhiều áp lực lớn. Trước đó, ông Lý Khắc Cường đã nhiều lần đề cập đến thắt lưng buộc bụng. Tại phiên họp lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 5, đã công khai tuyên bố rằng Trung Quốc có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ là 1.000 nhân dân tệ, tương đương 3,2 triệu đồng. Bản tin trưa ngày 18 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Chương trình của chúng tôi luôn hướng đến những giá trị đạo đức chân chính và truyền thống. Chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.